với mục tiêu hạn chế dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và xây dựng tốt hình ảnh điểm đến an toàn trong dịch bệnh. Huyện Bá Thước đã yêu cầu các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với du khách, thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có biểu hiện như ho, sốt, khó thở. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước đã chủ động chấp hành tốt các quy định y tế về phòng dịch COVID-19, đồng thời chủ động đưa ra các chính sách ưu đãi về giá, dịch vụ để phần nào thu hút khách, giúp đơn vị vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Chúng tôi đã có một cái chính sách là những chương trình giảm giá, khuyến mại trong những ngày trong tuần và cuối tuần, cũng như là có những cái combo, cái promotion để cho khách vừa có thể là an toàn khi đi du lịch, cũng như là có thể có khoảng thời gian vui vẻ cùng với gia đình và người thân. Vì đã lên kế hoạch và đặt lịch trước cả tháng, nên gia đình chị Minh Anh ở thành phố Hà Nội vẫn quyết định chọn Bá Thước để đi du lịch. Theo chị Minh Anh, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở đây nghiêm túc. Khu nghỉ dưỡng Dung Linh Luông lại biệt lập nên hạn chế sự tiếp xúc với bên ngoài. Cảnh quan đẹp và các dịch vụ tiện ích khép kín nên gia đình chị yên tâm nghỉ dưỡng dài ngày. Mình cảm thấy không khí ở đây rất là trong lành và có nhiều cây cối, cảnh và thiên nhiên ở đây rất là đẹp và mình rất thích ở nơi đây. Và mình đến đây cũng được một thời gian là khá dài rồi. Thì hiện tại thì ngoài Hà Nội đang là tâm bão, tụ điểm dịch, thì mình cũng dành một chút thời gian để đến những nơi có cảnh đẹp thiên nhiên mà cũng không có dịch như này để mình tận hưởng những kỳ nghỉ hè. Qua tìm hiểu, chị Caroline Eva, người Pháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, biết đến Pù Luông Bá Thước là nơi có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, ít nơi nào có được, không khí trong lành, yên tĩnh. Vì thế, Eva đã quyết định lựa chọn đến nơi này để khám phá và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, với những yêu cầu nghiêm ngặt về đảm bảo phòng dịch tại nơi lưu trú, khiến cô cảm thấy an tâm. Pù Luông Eco Garden, car c'est un très bel hôtel. Tôi lựa chọn Pù Luông Bá Thước trong lần này bởi tôi nghĩ đây là điểm đến an toàn trong dịch bệnh. Khu nghỉ dưỡng tôi ở tách biệt, không ồn ào, không tiếp xúc đông người. Việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách được chính quyền cũng như nơi tôi nghỉ thực hiện rất nghiêm túc. Tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa để tránh dịch an toàn. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch. Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện vẫn tăng khá so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành du lịch Bá Thước đã đón 19.860 lượt khách, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 985 lượt. Tại Sầm Sơn, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, thì thành phố biển này cũng đang thực hiện các gói khuyến mãi du lịch hấp dẫn, hợp lý, hợp túi tiền với mọi đối tượng du khách, như 500.000 đồng một ngày đêm với mỗi du khách tại các khách sạn 3 sao trở lên, 950.000 đồng một người một đêm và các miễn phí khác có lợi cho du khách tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Mỗi ngày, thành phố biển xinh đẹp này vẫn đón được hàng nghìn du khách đến nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ du lịch. Hiện tại thì khách sạn bên mình cũng đang chạy cái chương trình giảm giá rất là sâu cho khách hàng để tri ân khách hàng, cũng như là trong thời kỳ dịch đã giảm tương đối là 50-60% về giá phòng để kích cầu cho khách hàng đến du lịch. Trong cái thời gian này thì bên khách sạn cái lượng phòng trung bình sẽ rơi từ đến 40-50 phòng. Tại những điểm du lịch sinh thái, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, đồng thời tận dụng tối đa các ưu thế về cảnh quan, dịch vụ đặc trưng, văn hóa đặc sắc để thu hút khách nội tỉnh vào dịp cuối tuần. Sau đó, các khu du lịch sinh thái như Nông trại Ánh Dương Yên Định, Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm Đông Sơn, Nông trại Dâu Tây Cẩm Thủy, mỗi tháng vẫn đón được hàng nghìn lượt khách tới tham quan. Tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện cái 5K của Bộ Y tế. Và bản thân mình ở đây cũng vậy. Thứ nhất là khẩu trang, diệt khuẩn, và đặc biệt là cái khoảng cách. Tại vì ở vùng nông thôn thì cái lượng khách những cái ngày bình thường này thì cũng ít, cho nên là về cái công tác phòng dịch mình làm rất tốt. Còn về để kích cầu về cái việc mà du lịch thì mình chỉ thu vé
khách đến tham quan vào cái vườn hoa hay là vào trang trại của mình vào những cái dịp lễ, ví dụ như Tết Dương lịch hoặc Tết âm lịch. Còn như những ngày bình thường này thì mình mở cửa free cho tất cả mọi người vào đây để được trải nghiệm. Rồi ví dụ như họ đến đây họ chỉ ủng hộ mình một ly nước. Đó là cái mà mình đang hướng đến. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh ước đón trên 3,7 triệu lượt khách, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 31,2% kế hoạch năm. Mặc dù trong nửa năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song ngành du lịch Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh ở các điểm đến, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kích cầu trong điều kiện cho phép, cố gắng đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành đề ra. Thời gian qua, tranh thủ điều kiện phù hợp, nhiều sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch đáng chú ý đã được tổ chức như Hội thảo phát triển du lịch Thanh Hóa trước thời cơ và thách thức mới tại thành phố Thanh Hóa, Hội nghị kích cầu du lịch Thanh Hóa, điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn tại thành phố Hà Nội, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh khảo sát sản phẩm du lịch tại Thanh Hóa, Lễ hội Hoa FLC Sầm Sơn 2021 với chủ đề Vũ khúc biển và hoa, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề Sầm Sơn cất cánh, thu hút được đông đảo doanh nghiệp du lịch và du khách. Đến thời điểm này, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn, song tùy tình hình thực tế, các điểm đến và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng duy trì hoạt động, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 23,3% so với kế hoạch năm 2021. Trong khi hoạt động đón khách bị hạn chế bởi dịch bệnh, du lịch Thanh Hóa chuyển trọng tâm sang củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Các khu du lịch như Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa và một số khu du lịch ở các địa phương tiếp tục được nâng cấp theo hướng mở rộng quy mô, được quy hoạch mới với tầm nhìn khang trang hiện đại. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thu hút và triển khai các dự án du lịch tầm vóc như dự án khu du lịch sinh thái Tân Dân ở thị xã Nghi Sơn do tập đoàn TNT Group đầu tư với tổng trị giá 3.660 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, tập đoàn Sun Group đã và đang triển khai các dự án du lịch lớn như dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Sầm Sơn với tổng trị giá đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Dự án Sun Group Bến En với tổng trị giá đầu tư 9,990 tỷ đồng. Dự kiến trước mắt, ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước cơ bản được kiểm soát để từng bước phục hồi hoạt động du lịch, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức các hội nghị kích cầu du lịch Thanh Hóa, điểm đến an toàn và thân thiện tại một số địa phương có kết nối đường hàng không, hội thảo chương trình kết nối 4 tỉnh Bắc miền Trung, tổ chức các chương trình ẩm thực, công bố tour du lịch mới, xúc tiến một số sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo điểm nhấn, góp phần thu hút khách du lịch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về du lịch. Dù dịch bệnh khiến các hoạt động du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy sự nỗ lực rất lớn của ngành du lịch Thanh Hóa trong việc thực hiện mục tiêu kép. Hy vọng rằng với việc triển khai linh hoạt các giải pháp, ngành du lịch tỉnh nhà sẽ nhanh chóng khôi phục và phát triển khi dịch bệnh qua đi.